Hôm nay con trà xanh miễn phí cho đoàn ạ. Em ơi, đây đây. Con ở miền Nam ra thăm quê bác. Hiện tại thì mình đang ở khu vực khu di tích Hòn Trù. Đây là bên ngoài của Bác Hồ, Nghệ An nha các bạn. Mình sẽ quay những hình ảnh mà cho các bạn xem. Theo như bản đồ thì họ nói rằng là rất là rộng, bãi đậu xe đi vào và rất là nhiều địa điểm khác của khu di tích Hòn Trù. Cái lối đi vào á, mình thấy rất là nhiều hàng quán và rất là nhiều người họ chèo kéo. Hiện tại thì mọi người vẫn đang giữ lại cái khung cảnh của một cái xóm láng giềng. Đây là những cái hàng xóm bà con phía ngoại của Bác Hồ nha các bạn. Lúc xưa thì vẫn còn cái kiến trúc là nhà tranh vách nướng. Đây là nhà ngòi Bác Hồ nha các bạn. Phía trước vẫn còn một số cái hàng câu. Đây là làng Hoàng Trù, còn có tên nữa là làng Chùa, cách làng Sen quê nổi Bạc hơn 1 km. Làng Sen, làng Chùa đều nằm cùng một xã trước có tên gọi là Trung Cừ, bây giờ xã này có tên gọi là Kim Liên. Di tích Hoàng Trù quê ngoài của Bạc khu vườn khá rộng tới 7 sao trung bộ, nghĩa là khoảng 3.500 m². Ba ngôi nhà nằm trong di tích, chỉ có một ngôi nhà bằng ngói là nhà thờ. Ngày xưa ông ngoài bà Cù Hoàng Đường làm tổng trưởng. Nhà thờ do ông ngoài lập năm 1881 bằng lá mía thương phên xung quanh. Vào những năm 30, bà con trong dòng họ đã sung túc hơn. Người thì góp công, người thì góp của. Nhà thờ được bà con xây tường vật ngói như vậy. Dòng họ nguồn gốc không phải ở Nghệ An, mà có từ làng Hoàng Vân, huyện Kim Thi của tỉnh Hải Hưng cũ, nay là thuộc xã Hồng Tiến, huyện Quế Sâu của tỉnh Hưng Yên ạ. Dưới thời Lê có hai ông tướng Hoàng Nghĩa Giá, Hoàng Nghĩa Thân và Nghệ An dẹp giặc. Giặc tan rồi, họ không trở về quê hương cũ mà dừng chân tại làng Dương Xã thuộc huyện Hưng Nguyên. Đời thứ 9 có ông Hoàng Phạc Cân lấy vợ và sinh con lập nghiệp tại Hoàng Trù của Hoàng Đường ông Bạc đời thứ 15 của dòng họ. Và hôm nay chúng ta về dâng lễ tại nhà thờ để nhớ ơn ông bà tổ tiên Bạc. Có hai ngôi nhà tranh. Đây là ngôi nhà tranh ba sang mà từ thành phố mang tên Bạc chúng ta được thấy qua vô tuyến trong sách vở thơ ca. Là từ anh chị vào thấy những kỷ vật vô cùng giản dị, nơi đây Bạc đã cất tiếng khóc chào đời và sống những năm tháng đầu tiên của tuổi thơ. Ngôi nhà tranh phía bên kia là nhà tranh năm san, khả rồng của ông bà ngoài. Cụ Hoàng Xuân Đường, ông của Bạc là một nhà nho, giàu lòng thương người và cuộc sống bằng nghề dạy học. Bà ngoài Bạc là cô Nguyễn Thị Kép, người phụ nữ nhân hậu, ngoài công việc đồng ruộng còn tranh thủ diệt vải tại gia đình. Nhà ngoài có năm san, là anh chị sang thăm ba dân ngoài được để thoáng rộng không có che kín, cô Hoàng Đường dạy học cho tại nhà. Thầy thì ngồi trên phản cho mang ghế đến ngồi phía quanh để viết bài. Gian thứ hai của chấm bài và tiệm khách còn của kẻ thì
nghỉ trong căn buồng nơi đó cô đã sinh hai con gái. Người con gái đầu lòng là Hoàng Thị Loan, mẹ của bác, em gái Hoàng Thị An là dì bác Hồ. Ông bà của Hoàng Đường cùng hai con đã sống đầm ấm hạnh phúc hòa thuận. Năm 1878, tại đây gia đình còn nuôi một người học trò nữa. Cậu học trò được đón về nuôi dạy không ai khác, đó là cậu Nguyễn Sinh Sắc, chính là thân sinh bác Hồ. Câu chuyện được kể lại rằng, năm đó Tết Mồ Xuân, cô Hoàng Đường đi chúc Tết. Qua một cánh đồng, thấy một học trò ngồi lưng trâu, Tết mà cầm sách đằng mãi mê đắm. Tìm hiểu cô Hoàng Đường mới biết, Nguyễn Sinh Sắc mồ côi cha mẹ. Cậu không được đến trường, mà chân trâu cắt cỏ thì mượn sách bàn đọc thêm. Thương học trò mồ côi, hiểu học, cô Hoàng Đường bàn với vợ, đón học trò từ làng Sen đưa về nhà mình, nuôi và trực tiếp dạy học chữ. Trở về đây ngoan ngoãn, lễ phép, ai cũng quý mến và yêu thương. Cậu lớn trở thành một thanh niên 18, có tài, có đức. Con gái cũng tuổi trăng tròn, đẹp người đẹp nết, rất yêu quý học trò. Thấy các con thương nhau, vượt lên lễ giáo phong kiến, của đường của kẹp tròn học trò làm con rể. Vậy là anh chị biết, bộ bác từ học trò mồ côi, được đón về đây nuôi và trở thành con rể của gia đình. Khi bộ mẹ bác cưới nhau, ông bà của Hoàng Đường lo lắng các con về làng Sen vất vả, đã cho con gái, con rể, nhà đất để các con ở riêng, chính là ngôi nhà tranh ba gian, nằm trên mảnh đất phía trước 600 mét vuông này. Nhà của bố mẹ bác là đây, cổ nhà thơ Tổ Hữu Việt, ba gian nhà trống, nồm đưa võng, một chiếc giường cong, chiếu mỏng manh. Nhà bác Hồ chỉ ba gian, ngoài cùng sắp thứ nhất được dành riêng cho thân sinh bác, ông Nguyễn Sinh Sắc học và nghỉ. Tại đây ông miệt mài học nhiều năm trời. Lần đầu dự kỳ thi hương tại trường thị nghề An, thân sinh bác lần đầu chưa đỗ. Lần thi thứ hai, ông thi đỗ cử nhân và nói kỳ thi để báo hiếu với người thầy chứ không tổ chức ăn mừng, kinh tế trong nhà mẹ bác lo liệu chỉnh. Dần thứ hai, ta vào nhà thì tấm màn chiếc giường nhỏ. Mẹ bác nghỉ ngơi tại đây, bà cũng đã sinh ba người con yêu được. Người con gái đầu lòng là cô Nguyễn Thị Thanh, chị của bác, sinh năm 1884. Anh bác là cậu Nguyễn Sinh Khiêm, sinh năm 1888. Bác Hồ người đã cất tiếng khóc chào đời. Đó là sáng mùa hè khi hương sen ngào ngạt, 19 tháng 5 năm 1890. Bác Hồ được đặt tên ngày nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, mà tuổi đi học bác còn có tên là Nguyễn Tất Thành. Ru con, mẹ dùng cảnh vọng đưa con vào giấc ngủ, mẹ gửi gắm tình cảm, niềm tin vào các con rằng, à ơi, con ơi, mẹ dặn câu này: chăm lo đèn sách cho thầy áo cơm, làm người đói sạch sách thơm, công danh phụ nhà được non phải đêm. Lời xô êm đềm tha thiết theo bác suốt cả cuộc đời. Ngày bác hoạt động tại đất Thái Lan, đêm nghe chị Việt Kiều xô con, bác trầm trọng nhớ mẹ không ngủ. Sáng ra bác kể lại, xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Những ngày cuối đời bác nói bác muốn nghe một làn điệu dân ca, một câu hò xứ nghề, đó là lúc bác nhớ mẹ, nhớ quê mình xa diễn. Bác lớn lên trong lời ru bên tiếng thoi đưa của cả khung cửi. Ngọn đèn dầu lạc bao đêm mẹ bác thức ngồi dệt vải, khi bên ngoài chồng học tập, bên trong mẹ dệt vải suốt đêm. Có nhà thơ viết ánh đèn thức với trống canh, nửa theo chữ viết, nửa vành tơ quay. Mẹ thức đêm vừa đồng viên chồng học trong đêm khuya thanh vắng, và để có tấm vải đẹp chuông lùa mượt mà, biểu mẹ biểu cha dành phần chồng con. Để đến xuân về, mẹ nhiều khi chỉ mặc tấm áo phá vai giản dị. Đức hy sinh của mẹ ảnh hưởng nhiều tới các con, đặc biệt thể hiện rõ nét nhất ở bác Hồ. Nhưng bác Hồ chỉ ở tại đây 5 năm ạ. Khi bác lên 5 tuổi, thân sinh bác được học ở trường Quốc Tử Giám Huế. Ông có bàn với vợ là đem cả nhà đi cùng. Mẹ bác quyết tâm vào Huế nuôi chồng học tập, đã để cô con gái lớn cô Thanh ở đây, rồi cùng chồng hai con trai vào Huế đi bộ gần một tháng trời. Mẹ trên vai đuôi gánh nhỏ, con và cấp áo gạo tiền, không kể giữa nắng gắt mưa rào, mẹ đi bộ vào Huế với quyết tâm lớn giúp chồng hạnh học tập tại đất kinh thành. Tại Huế, ngôi nhà 112 đường Mai Tắc Loan Huế đã luôn rộn tiếng thoi đưa của mẹ,
bởi ruộng vườn không có, nghề dệt trở thành nghề chính để bán nuôi cả gia đình ở đất Kinh Kỳ. Dẫu có khó khăn, dẫu có vất vả, nhưng đôi bàn tay mềm mại, đôi chân khéo léo, mẹ dệt tấm vải đẹp chuông nụ mượt mà. Cuộc sống êm ấm cho đến khi mẹ sinh con thứ tư. Người con được sinh ở Huế, em bạn là Nguyễn Sinh Xin. Nhưng mẹ sinh con trong tủng thiểu. Bà trở dậy lao động. Mẹ ốm nặng, sức khỏe yếu dần đi. Trưa 22 tháng Chạp của năm Canh Tý, đúng một tuần lễ nữa thôi thì đến Tết, mẹ đã trút hơi thở cuối cùng nơi đất Huế. Mẹ mất 33 tuổi. 11 tuổi bác chịu nỗi đau xé lòng khi mất mẹ. Càng đau lòng nhiều hơn cái thân sinh bác lúc đó không có mặt tại Huế. Ông đi làm công tác ở Thanh Hóa. Đó là công tác chấm thi tại trường Thi Hương Thanh Hóa. Nếu cậu Khiêm cùng đi thì mẹ bác trở bệnh và mất tại Huế. Bác 11 tuổi nhiều đêm tại Huế còn gặp em xin sửa tại đất Kinh Thành. Khi thân sinh bác nhận tin dữ trở vào Kinh Thành Huế, nhìn con mất mẹ, cảnh cả trống nuôi con muôn vàn khó khăn. Ông mất người vợ hiền rồi nên qua Tết đã quyết định đưa con ngựa quay về quê. 11 tuổi năm ấy, bác đi bộ từ Huế về trong nỗi đau mẹ mất. Hai tiếng quê hương ngày về xa diễn trong lòng. Ngoài đó chị em bác chăm sóc các cháu tại đây. Năm đó gửi con tại đây cho ngoài để thân sinh bác vào Huế dự khoa thi tân sử. Nhớ ơn người vợ hiền, thân sinh bác vào Huế thi đỗ phó bảng. Đỗ đại khoa phó bảng, tục lệ vinh quy bãi tổ. Gia đình bác mình không còn ở đây, mới chuyển về làng Sen quê đồi. Từ đó bác đi hơn 50 năm sau, người mới có dịp về quê thăm nhà. Về đây bác 71 tuổi, xa nhà hơn 50 năm. Mặt bác rưng rưng thăm khung cười, bên ảnh đèn dầu lạc, mẹ ngồi dệt vải bao đêm. Người đứng lặng đi trên cánh vọng, mẹ ru cho em bác ngủ. Chiếc giường nhỏ, nơi ba cho em các tiếng khóc chào đời. Đôi bàn tay bác đặt lên giường gỗ nhà mình, tay bác đã run đi xúc động. Người từng nói các chủ các cô thật khéo giữ, giường gỗ nhà bác vẫn còn đây. Giường là mẹ đi lấy chồng, bà ngoài đã cho. Nó đã cất chữ những gì vất vả làm lùng mẹ làm ra sản phẩm để vào trong giường gỗ. Tuổi bác chập chững men theo ra bộ lúc bỏ học tại nhà ngoài. Đứng đây bác nói đây là nhà của bác. Người ngồi trước thềm nói chuyện với bà con trước sân. Bác đồng phiên thăm hỏi bà con tăng xa sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Gặp người bạn đi câu cá, bác hỏi ông bạn có nhớ tôi không, phải rèo đi câu cá nay vẫn còn. Ai cũng xúc động, xa quê, nhưng ký ức đẹp đẽ, kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ phai mờ trong tâm trí bạn. Mảnh đất hoàng trú quê ngoài này chỉ được đón bác một lần duy nhất đó thôi. Hôm nay cảnh các chị từ thành phố mang tên bác, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chúng ta biết từ bến cảng Sài Gòn bác đã ra đi tìm đường cứu nước, nhưng miền Nam chưa một lần được đón bác về thăm. Một ngày tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, bác ăn không ngon, bác ngủ không yên. Nỗi say dứt của người đó là chưa thể vào thăm đồng bào miền Nam trong khỏi lửa chiến tranh, trái tim bác đã ngừng đập vì nỗi nhớ miền Nam khôn nguôi. Hôm nay ban tên giáo báo chí từ thành phố Hồ Chí Minh về với quê hương người để thăm điểm di tích đầu tiên hoàng trù nơi bác sinh ra và sống những ngày tháng tuổi thơ đầm ấm trong tình yêu của bố mẹ, anh chị và ông bà. Anh chị sang thăm nhà của ngoài, thăm cây mít hàng trăm năm tuổi mà ngày bác về bác nhớ cây này quả sai rất ngon, thăm lại những kỷ vật đơn sơ giản dị gắn bó với tuổi thơ của bác tại nơi đây, ngồi nhà tranh ba gian. Rồi anh chị lên đường về thăm làng Sen quê nội tại hoàng trù quê ngoài để em được hướng dẫn thuyết minh rồi. Xin phép được. Theo như mình quan sát thì ngoài hai nhà ông bà nội của bác Hồ thì hiện tại khu di tích này vẫn còn giữ lại những căn nhà mà kiến trúc của những người hàng xóm. Hai căn nhà của hàng xóm, một này nha các bạn, và một căn bên đây nữa, căn thứ hai. Khung cảnh ở đây rất là bình yên và thơ mộng. Đây là một cái căn nhà của Hồng Xuân Thục, là một người hàng xóm của bên ngoại Bắc Hồ. Mình vào tham quan thử sau nha các bạn. Nhà ông Hồng Xuân Thục nè, một cái láng giềng.
cộng khuôn viên thì người ta vẫn trồng bắp. Kiến trúc lúc xưa thì xây rất là thấp và vẫn là những căn nhà mang yếu tố là ba gian, một gian, hai gian và ba gian. Gian thứ ba có một cái lu nước. Khi mà từ cái gian mà này ấy, xuống khu vực gian ngủ hoặc là gian bếp ấy, thì vẫn là cúi đầu xuống, tại vì rất là thấp, mình phải cúi đầu xuống. Nơi xây lúa. Hiện tại thì mình đến khu di tích nhà thờ, cũng là nơi ở của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Nhà rất là rộng nha các bạn, còn có một cái cây cổ thụ nữa kìa. Phía trước là như là trồng rau lan. Thăm ở đây á, thì có tên gọi là làng sen. Đây chính là quê nội của người. Mảnh đất này thì bác Kính Yêu đã gắn bó 5 năm, từ lúc người 11 cho đến 16 tuổi. Cũng là nơi vinh dự đón người trong hai lần trở về thăm quê hương, đó là vào mùa hè của năm 57 và mùa đông của năm 61. Còn di tích làng sen này ra đời á, thì cách đây là trên 100 năm, đó là vào khoa thi hội Tân Sửu năm 1901. Bố của Bác Hồ, ông Nguyễn Sinh Sắc, ông đi thi và đỗ học vị phó bảng. Nhân dân làng sen rất là vui mừng bởi vì lần đầu tiên có người đỗ đại khoa. Vì vậy họ đã họp bàn rồi xuất công quỹ sang để xã Xuân La mua ngôi nhà gỗ năm gian này về dựng trên mảnh đất công rộng tới là khoảng 2.500 m². Đồng thời ông Sắc có người anh trai cùng cha khác mẹ nữa là Nguyễn Sinh Thuyết, nghe tin em đỗ đạt đã dựa lẫm thóc ba gian của nhà mình đem sang làm nhà ngang ở phía dưới để mừng em công thành danh toại. Cây cổ trong vườn đều so và con đem để trồng, rồi theo phong tục xưa đó là vinh quy bãi tổ. Ông Sắc cùng với các con tạm biệt hoàng trùa để trở về sinh sống tại làng sen. Nhưng mà điều đáng tiếc khi về sinh sống ở làng sen á, là gia đình của bác chỉ còn có một người nữa thôi. Đó là ông Sắc, cô Thanh, cầu Khiêm và bác Hùng. Bà Hoàng Thị Loan đã mất tẩy hủy, người em út Nguyễn Sinh Xin cũng không còn nữa. Vậy cho nên tâm tư đầu tiên của bố bác khi về đây là ông đã chọn gian thứ hai, gian trang trọng nhất của ngôi nhà, để lập bàn thờ thờ người vợ hiền của mình. Cạnh bàn thờ của bà thì ông phó bảng dựng tấm biển Ân Tứ Ninh Gia, có nghĩa là ơn nhà vua ban cho gia đình tốt. Đây là chứng chỉ thành danh của ông trên con đường cử nghiệp ngọi dâng lên hương hồn người vợ hiền. Bởi ta biết rằng cuộc đời của bà Loan, 15 tuổi bà lấy chồng, 22 tuổi là mẹ của ba con rồi, 18 năm chung sống bên chồng bên con. Mong ước lớn nhất của bà là nuôi chồng ăn học thành tài, nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Nhưng mà tiếc rằng ngày ông được hưởng lộc vô ban thì bà đã không còn nữa. Và với cách xử sự như vậy, ông muốn ăn lòng người vợ đang nghỉ nơi chín suối. Ngày ấy, những lúc nhớ mẹ thương em, anh chị em bác từng đứng trước bàn thờ thắp hương tưởng nhớ mẹ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nhưng mà bác của chúng ta chỉ thắp hương cho mẹ có 5 năm thôi. 16 tuổi, người theo cha vào hội lần thứ hai. Và trong chuyến đi ấy, người đi mãi cho đến tận hơn 50 năm sau,
khi đã là cụ già 67 tuổi, người mới có dịp trở về thăm nhà. Bồi hồi xúc động dâng nén hương thơm, tỏ lòng thành kính đối với người mẹ kính yêu của mình. Quay ra người nói với bà con: ngày xưa nhà bác nghèo, bàn thờ của mẹ bố chỉ làm bằng tre thôi, không có chân mà chỉ dùng hai miếng gỗ đóng gã vào hai bên cột đựng bàn thờ, liếc bằng nữa trên trại chỗ mộc và đồ thờ cũng chỉ là gỗ mộc. Lời dặn của bác ngày về thăm quê là cơ sở để chúng ta khôi phục lại bàn thờ của bà Loan. Năm tháng qua đi, những người thân trong gia đình bác Hồ lần lượt qua đời. Bố của người ông Nguyễn Sinh Sắc yên nghỉ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cô Thanh đã vào Cao Lãnh rước bố về thờ chung với mẹ. Anh chị em bác là những người hoạt động cách mạng, không phải lập gia đình riêng. Vậy cho nên bàn thờ bây giờ là nơi thờ chung cho cả gia đình, là bố mẹ, anh chị của người. Còn các anh chị nhìn thấy ở gian thứ nhất này có đặt một bộ phản. Đây chính là nơi tiếp khách của cả gia đình. Bàn cũng sắc ngoài Phan Bội Châu còn có những người yêu nước như là Phương Thúc Quỷ, Đặng Thái Thân, Đặng Nguyễn Cảnh. Nguyễn Sinh Cung là người con nhỏ tuổi nhất nhà, được cha cho lệnh nước pha trà tiếp khách. Đó là điều kiện để người lắng nghe câu chuyện của các cụ. Họ thường bàn về văn chương trường nghĩa, nhưng mà đôi khi không sầu được tâm trạng, họ bàn luôn các vấn đề thời cuộc. Là một trẻ thơ thông minh mẫn cảm, cầu lắng nghe, hiểu rõ được những băn khoăn trăn trở của các bậc cha chủ trước vận mệnh của nước nhà. Để rồi có thể nói rằng, nếu như Hoàng Trù là nơi người cất tiếng khóc chào đời, nơi hình thành nhân cách cao thượng của một vĩ nhân, thì Trịnh Làng Sen này là nơi góp phần hình thành tư tưởng yêu nước thương dân, ý chí giải phóng dân tộc, cứu nước cứu dân. Ở gian thứ ba thì có một chiếc giường nhỏ, đó là chính là nơi nghỉ của cô Thanh, chị gái bác. Cô Thanh sinh năm 1884, từ là Bạch Liên, tức là bông sen trắng. Sinh trưởng trong một gia đình nho học, cô đã tiếp thu truyền thống tốt đẹp của hai gia đình nội ngoại. Khi về Làng Sen thì cô 17 tuổi rồi, nổi tiếng trong vùng đẹp lời đẹp nếp. Rất nhiều người con nhà nho nhà quan đem lòng yêu mến muốn hỏi cô về làm vợ, nhưng mà cô đã từ chối. Bởi vì từ trong sâu thẳm trái tim, cô luôn có tâm sự rằng gia đình tôi, mẹ mất sớm, cha không chịu đi bước nữa. Là con gái đầu lòng, tôi nguyện được về phụng dưỡng cha và thay mẹ chăm sóc các em. Vậy nên những năm tháng ở Làng Sen tôi không còn mẹ nữa, nhưng mà bác Hồ vẫn đón nhận tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo từ người chị gái của mình. Hai gian nhà còn lại là nơi nghỉ của ba cha con và sinh hoạt của cả gia đình. Em mời các anh chị chúng ta cùng đến thăm ạ. Thưa vị các anh chị, bộ phận ở gian thứ tư này chính là nơi nghỉ của ông Sắc. Mà ông có thói quen là mỗi lần đọc sách thưa gội đầu của bộ cửa sổ để đón sáng phía ngoài vào. Còn bộ phận ở gian thứ năm này là nơi nghỉ của hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung. Nhưng mà điều đáng tiếc là năm 1906 khi ông Sắc vào làm quan, ông có cho gia đình ông Nguyễn Sinh quê, người và con trong họ bộ phản. Mùa đông đốt lửa sưởi ấm, gia đình đó đã vô tình làm chạy tổ phản bên ngoài. Sau đó lại cưa ngắn hơn các tổ phản còn lại cho bằng nhau. Và chỉ ngắn hơn có 10cm thôi, một thay đổi rất là nhỏ. Thế nhưng mà hơn nửa thế kỷ xa cách quê hương, người vẫn nhận ra và người nói rằng bộ phản hình như còn ngắn đi một chút, phải không các cô các chú? Tài sản của gia đình thì gồm một chiếc sưng gỗ để đựng lương thực thực phẩm. Chiếc tủ này là món quà của nhân dân Làng Sen mừng ông phó bản ngày đổ đạt. Còn đây là chiếc mâm gỗ sơn đen gia đình dùng để tiếp khách quý. Thường ngày gia đình ăn cơm ở chiếc mâm tre thành của nhà Nga. Em mời đoàn mình ạ. Nhưng mà em ơi, cái này là hiện vật gốc luôn hả? Alo, tôi nghe. Chào anh. Đang. Người làm xe chuyển lại kia. Làm gỗ dày dưới ta. Anh nhé. Nguyên cái cây mà lọt ra. Không là do mưa bão cho nên là chút nhà luôn thấp.
Alo. À, thưa với các anh chị, như em đã giới thiệu lúc đầu á, thì ngôi nhà ngang ba gian này là món quà của Nguyễn Sinh Thuyết, người anh trai cùng cha khác mẹ tặng trong sắc ngày đỗ đạt. Và người nội trợ chính trong gia đình là cô Thanh, nhưng Nguyễn Sinh Thiên và Nguyễn Sinh Cung vẫn thường giúp chị gái nhóm lửa thổi cơm, gánh nước từ giếng cốc đổ vào trong sành cho cả gia đình dùng. Vậy đêm này về thăm quê, bác có hỏi là giếng cốc này còn không, nước giếng trong và ngọt, nấu nước chè xanh làm tương ngon nổi tiếng cả vùng. Gia đình ông Sắc ở đây thì chỉ có 5 năm thôi. Năm 1906, ông của chịu chỉ và làm quan lần thứ hai. Không có lý do để từ chối, ông để cô con gái đầu lòng ở nhà chăm sóc nhà cửa vườn tược, còn mình cùng với hai con trai vào Huế. Và em trai của bác Hồ sau một thời gian ở Huế đã trở về quê sống với chị gái. Thì do hoàn cảnh gia đình, cô Thanh xin phép làng bán ngôi nhà tranh Minh San. Một thời gian sau thì cậu Khiêm cũng đem ngôi nhà ngang này cho một người bạn ở huyện Hưng Nguyên. Năm 1956, khi Đảng nhà nước ta có chủ trương khôi phục lại di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, ngôi nhà lớn được xác minh tìm về chuộc lại dựng trên nền đất cũ. Ba năm sau, ngôi nhà ngang này cũng đã được đưa về. Nhưng mà các anh chị thấy là có vết tích ở bốn cây cột này. Bởi vì gia đình người bạn cậu Khiêm đã dùng ngôi nhà ngang để làm chuồng nuôi trâu. Nhưng mà trong nguyên tắc của bảo tàng là phải có hiện vật gốc. Vì vậy mà chúng ta giữ nguyên nào. À, thưa với kênh các chị, ta biết rằng bác Hồ đi vào Huế, người được học ở trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba, Quốc học Huế. Rồi từ Sài Gòn, bác rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. 30 năm bôn ba hải ngoại nước ngoài, trở về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng, trở thành chủ tịch nước sau khi cách mạng thảm tạo thành công. Từ làng quê này mà đến cuối năm 1946, cô Thanh mới nhận được tin em trai của mình chính là chủ tịch nước. Vui mừng khôn xiết, không đợi sự sắp xếp của tỉnh, cô lặng lẽ xuống ga Vinh mua vé tàu ra Hà Nội thăm em. Nhưng mà trước khi đi, cô nói với bà con trong dòng họ rằng: tôi chuyện này ra Hà Nội tìm gặp cho được cụ Hồ, xem có phải là cậu Thành em trai tôi không. Hai chị em bác được gặp nhau tại nhà giáo sư Đặng Thay Mai, đã ăn với nhau một bữa cơm do chính bàn tay của chị nấu. Bữa cơm sau tròn 40 năm xa cách ấy, có ai ngờ đâu chính là bữa cơm cuối cùng của chị em bác. Một tuần sau thì cậu Khiêm còn ra Hà Nội thăm em. Đến bác bộ phủ, cậu viết một tờ giấy nhỏ gửi người cảnh vệ đưa vào cho bác, và nội dung chỉ có ba chữ thôi: Đạt thăm Thành. Đạt là tên của cậu Khiêm, còn Thành là tên của bác Hồ thời còn ở làng quê này. Năm 1901, ông Sắc đã vào sổ họ cho hai con trai với tên là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành, từ thành danh từ hai người con của mình. Nhận được tờ giấy này, bác vui mừng, nhờ người cảnh vệ mời cậu Khiêm vào. Anh em ôm chầm lẫn nhau mà bừng bừng tụi tôi. Chia tay nhau chỉ là những cậu bé, giờ gặp lại đã 70 năm rồi. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Chia tay em xa về, cậu Khiêm bùi ngùi hỏi: bao giờ em về thăm nhà, bà con và gia đình nhớ mong em rất nhiều. Bác đã trả lời rằng: nhất định em sẽ về, nhưng có lẽ còn lâu nữa anh ạ. Việc nước bồn bề, bác không về thăm quê được. Mãi đến 11 năm sau ngày hứa với anh trai, bác mới có dịp trở về thăm nhà. Nhưng mà ngày bác về, những người thân trong gia đình không còn ai nữa. Anh trai bác mất được 7 năm, chị gái mất được 3 năm rồi. Anh trai bác mất vào ngày 23 tháng 8 năm 50. Ta những lúc đó, chiến dịch biên giới đang diễn ra hết sức ác liệt, mà bác là người trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Từ nội rừng Việt Bắc xa xôi, bác chỉ kịp gửi bức điện chịu tang anh. Nội dung bức điện là: nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường xã xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tả thế, tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh, và xin bà con nguyện lựa cho một người con
đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Nỗi đau anh trai mất chồng nguôi ngoai, bộ năm sau bác được tin chị gái qua đời. Chị gái bác mất vào ngày 25 tháng 4 năm 54. Chỉ còn có 12 ngày nữa thôi là chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi rồi. Biết rằng đây là người thân cuối cùng trong gia đình bác ra đi mà bác cũng không về thăm được. Cho đến ngày 16 tháng 6 năm 57, sau hơn nửa thế kỷ xa cách quê hương, người mới có dịp trở về thăm quê lần đầu tiên. Tâm sự của người con tỉnh nhà nghẹn ngào bác nói: "Tôi là người con tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu trở lại thăm tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình." Cảnh các chị ngày bắt đầu khôi phục lại di tích, chúng ta mở cổng ở đầu hồi nhà ngang này. Ngày về nhìn thấy sự thay đổi đó, bác nói rằng: "Không phải rồi, cổng nhà bác ở đằng kia. Hai bên cổng nhà bác, một bên là dãy chè Mạn Hảo, một bên là dãy Sâm Bụt. Trước cổng nhà có cây hội đào quả sai và ngọt. Trước sân có cây bưởi, đầu hồi nhà ngang có cây cam và sau vườn có hàng câu đẹp." Dựa theo trí nhớ của bác, chúng ta khôi phục lại giống như ngày xưa. Cũng trong chuyện thăm đó, một đồng chí tỉnh nhà xin với bác được trồng hoa trong vườn. Cười với bác nói: "Bác đồng ý trồng hoa, nhưng mà theo bác, hoa khoai lang vẫn đẹp." Hiểu ý nghĩa trong câu nói của người, cho nên mùa nào thức ấy, chúng ta sản xuất trong vườn. Ngày 9 tháng 12 năm 1961, bác về thăm quê lần thứ hai. Nhưng mà lòng dân xứ Nghệ cũng không ai ngờ được rằng đó là lần cuối cùng được đón bác về thăm. Ngày bác về thì di tích làng Sen được khôi phục lại đúng như bây giờ. Như vậy là hôm nay đi tròn cuộc hành trình về với quê hương bác, các anh chị đã thăm hoàng trù quê mẹ, làng Sen quê cha, hiểu thêm những năm tháng bác mình đã sinh ra, đã lớn lên như thế nào rồi. Toàn bộ nội dung của di tích thì em xin được phép kết thúc tại đây. Chúc các anh chị luôn có sức khỏe dồi dào và có nhiều kỷ niệm khi về với quê hương của bác yêu ạ. Thank you.